Xin chào các bạn, Meta đây. Meta là quay trở lại với các bạn ở những video vô cùng tuyệt vời giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong video này là tiếp nối cái video về vấn đề về tiêu chảy. Và video này các bạn đã chờ đợi rất là lâu là làm thế nào hay là tại sao bị tiêu chảy trong cái giai đoạn đầu mà ăn xanh uống xanh, hoặc cái vấn đề này cứ xảy ra thời gian rất là dài thì cải thiện như thế nào. Các bạn biết không là có một số điều bạn cần phải ghi nhớ trước. Nếu bạn ăn xanh uống xanh và gây ra vấn đề tiêu chảy thì bạn không quá lo lắng nếu như bạn không có kèm theo những triệu chứng sau đây. Khi mà bạn đi tiêu chảy nhiều lần trong ngày, hoặc là đi ngoài lỏng nhiều lần trong ngày trong quá trình ăn xanh uống xanh mà bạn có triệu chứng gây sốt, buồn nôn hay là phát ban, hay là đi ngoài là có máu, thì bạn ngay lập tức đi đến bệnh viện kiểm tra và sức khỏe ngay. Cái vấn đề này không chỉ nguyên nhân chính là do ăn xanh uống xanh đâu, mà do cái vấn đề bên trong cơ thể của các bạn, và cần phải gặp bác sĩ chuyên môn để bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán cụ thể rõ ràng rồi đưa ra một cái giải pháp cụ thể. Nhưng nếu bạn là người ăn xanh uống xanh mà bạn chỉ đi tiêu chảy, nhưng tiêu chảy xong thôi, cứ đi xong rồi vô thoải mái dễ chịu cũng không có vấn đề gì cả, rồi lại đi xong rồi vô thoải mái dễ chịu không có vấn đề gì hết, không có sốt, không có phát ban, không có bị đi ngoài ra máu, hoặc là không có bị gọi là kiệt sức, cũng không có là những cái vấn đề như là buồn nôn gì cả, thì bạn hãy yên tâm, bạn đang đi đúng hướng. Vì sao như vậy? Tại vì khi mà bạn thay đổi từ một cái chế độ ăn cũ sang một cái chế độ ăn mới toàn chất lỏng, thì cái cơ thể của các bạn nó, hoặc là cái đường tiêu hóa của các bạn nó sẽ bị rối loạn một chút. Nó rối loạn cái sự gì? Sự thẩm thấu dinh dưỡng và thẩm thấu ion. Nó rối loạn cái sự là hấp thu dinh dưỡng và hấp thu những cái khoáng chất, và cũng như là sẽ hấp thu nước, và nó làm tăng cái sự bài tiết cái chất lỏng, và cũng như là những cái chất độc hại và những cái điều mà nó tồn trữ chứa ở bên trong cái đường ruột của bạn. Vì vậy cho nên bạn không có chi mà phải lo cả. Bạn cứ bình tĩnh và cứ tiếp tục thực hành. Một số điều sau đây Meta chia sẻ có thể giúp ích của bạn hiểu hơn và giúp ích cho bạn để kiểm soát cái vấn đề này mỗi ngày một tốt hơn. Điều thứ nhất là bạn hãy bổ sung probiotic cho Meta. Probiotic có rất là nhiều loại, như là kefir, kombucha, hay là bia dừa, bia gừng, hoặc là sữa chua dừa. Đó là những điều rất là đặc biệt, hoặc là sau rau các kiểu rất là đặc biệt. Nhưng nếu trong trường hợp bạn không có những cái điều này thì bạn hãy ra ngoài tiệm thuốc tây mua một cái gói probiotic dạng lỏng, hoặc là một cái ống dạng lỏng cũng được, thì bạn hãy mua về và sử dụng. Tại vì lúc này nó sẽ giúp cho cái sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột và nó cải thiện cái vấn đề tiêu chảy của bạn. Bạn có thể sử dụng những điều này thêm, sử dụng ngày 3 lần sáng trưa tối luôn, sử dụng trong vòng một vài ngày, hoặc là một vài tuần, hoặc thậm chí như là bạn là người cũng lớn tuổi rồi mà yếu ớt, người gầy còn yếu ớt thì cái hệ tiêu hóa nó khá là kém, cái sự tiêu hóa rất là khó khăn, thì bạn có thể sử dụng trong thời gian dài cũng được, và cố gắng thăm dò lắng nghe cơ thể của mình rồi điều chỉnh sau. Điều thứ hai là bạn đi tiêu chảy rất là nhiều như vậy thì bạn sẽ mất nước. Hãy cố gắng bù nước bằng cách là bạn lại tiếp tục uống nước ép, hoặc là uống những cái loại trà. Ví dụ như Meta đề xuất cho bạn có thể dùng một loại trà như là trà hạt thì là, đó là một cái loại trà rất là ok. Bạn phải pha 1-2 muỗng cà phê hạt thì là trong một cái bình nước và để uống chậm dần trong ngày, hoặc là bạn sẽ pha một cái bình nước trà gừng. Trà gừng nó cũng uống ấm ruột lắm, dễ chịu, thoải mái, bù nước rất là ok, không có vấn đề gì. Rồi bạn có thể là tăng cường cái sự vệ sinh, cẩn thận những cái vấn đề vệ sinh như thức ăn, thức uống, cũng như tay chân ly lọ, hoặc là những cái dụng cụ mà bạn chế biến thức ăn như là nước ép hoặc là sinh tố, sau khi chế biến xong lên rửa ngay, đừng có để ruồi bu kiến đậu vào, rửa ngay sau, thậm chí là chần qua nước sôi nếu cần thiết sau khi rửa, thật là cẩn thận như vậy thì cái vấn đề của này của bạn sẽ sớm được cải thiện thôi. Vấn đề thứ tư đó chính là hãy lựa chọn thực phẩm thông minh. Lựa chọn những thực phẩm an toàn cho sức khỏe của các bạn. Hãy tìm hiểu kỹ, thật rõ nguồn gốc, và tìm hiểu kỹ, thật rõ nguồn nước trong vấn đề là chế biến thực phẩm của bạn nhé. Quan trọng lắm. Và điều cuối cùng, đối với người ăn xanh uống xanh bị tiêu chảy mà không buồn nôn, không đi ra máu,
không có sốt phát ban hoặc là không có bị kiệt sức, thì Mita khuyên bạn hãy bình tĩnh và tiếp tục thực hành. Đừng có lo sợ gì hết. Một ngày kia bạn sẽ khỏe thôi và điều này sẽ không còn xảy ra nữa. Đừng có lo, đừng có hỏi Mita ngày kia là ngày nào, bởi vì là mỗi cơ địa nó không có giống nhau. Có người thì chỉ có 3-7 ngày là ta hết tiêu chảy. Có người làm 7 ngày, nhiều cái 7 ngày như là vài tuần như vậy, hoặc thậm chí cả tháng như vậy người ta mới hết tiêu chảy. Nên các bạn hãy bình tĩnh, lắng nghe cơ thể, thư giãn một chút xíu và thoải mái ra. Hơn nữa thì bạn sẽ vượt qua được cái vấn đề tiêu chảy do vấn đề ăn xanh uống xanh trong thời gian đầu thôi. Mình chúc các bạn luôn luôn vui khỏe, bình an. Hãy yên tâm thực hành. Có Mita ở đây, đừng có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần có thực hành thôi thì bạn mới đi đến được đích của vấn đề sức khỏe bạn nhé. Đừng sợ hen. Chúc các bạn nhiều sức khỏe hơn nữa và sức mạnh tinh thần tuyệt vời hơn bạn của ngày hôm qua, thì bạn mới nhanh chóng được vượt qua những vấn đề về bệnh tật. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bye bye. Hãy chia sẻ cho những người ăn xanh cùng bạn để giúp cho họ bình tĩnh hơn và họ có một cái kiến thức vững vàng hơn nữa, để họ sẽ nỗ lực thực hành, kiên trì thực hành, và họ sẽ không bị làm bỏ cuộc trong cái hành trình ăn xanh uống xanh này, sẽ không có cải thiện được vấn đề sức khỏe của họ là cũng buồn đấy. Cho nên hãy chia sẻ cho họ biết với nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.